Chào các bạn, mình là Nhi và mình đã thức dậy vào lúc 5 giờ 30 sáng để đặt cái camera này. Chắc các bạn cũng không có lạ gì nữa, đây là view phòng ngủ của nhà ba mẹ Nhi. Hồi xưa lúc mà xây nhà, ba xây 4 cái phòng ngủ và cho chị em mình lựa chọn. Và đây là căn phòng duy nhất mà 4 đứa mình hắt hủi, không đứa nào chịu ở hết. Tại vì hồi đó tụi mình còn nhỏ lắm, Nhi không có cảm nhận được cái vẻ đẹp. Tụi mình thích lựa chọn những cái căn phòng mà nó hướng ra ngoài đường thị trấn nhiều hơn. Về nhà không có ngủ nướng được đâu. 6 giờ sáng là cái đồng hồ sinh học nó kêu ầm ĩ. Đây không phải là con chó nhà sống của Nhi đâu, là con chó cách hai cái nhà nữa. Mà mọi người thấy cái mỏ của nó bày hải chưa? Nó kêu mà vang vọng núi rừng luôn á. Ráng nằm trên ngắm cảnh một chút, mở mắt ra 8 giờ luôn. Mình anh nó mới đi thi về. Sáng nay mình anh thi môn toán á, như hỏi nó làm bài được không? Nó kêu không biết nữa, hỏi ông nội với thần tài thổ địa á, sáng đốt nhang cũng kỹ lắm. Thần tài thổ địa với ông nội nhóm phù hộ nó được bao lâu? Sợ mốt lớn đi thi hoa hậu nó đòi sách luôn bàn thờ đi quá. Vậy muộn quá, cả nhà đi ăn sáng hết rồi. Về nhà tự nhiên thấy chạy đua với thời gian ghê. Thịt bò ở quê của Nhi hầu như là lâu lâu sẽ có người quen mổ bò, là ba với lại mọi người chia thịt về. Mỗi lần mang thịt về ba hay khoe là con bò này nó ăn cỏ. Lâu lâu mặt của mình nó cũng đù ra, có con bò nào nó ăn thịt hả ba? Giờ mới để ý cái nồi này nó từ lâu lắm luôn rồi. Nhanh thì chắc cũng phải 10 mấy 20 năm rồi. Lâu lâu nhìn ngắm lại mấy thứ cũ kỹ trong nhà, tự nhiên thấy tụi nó không có cũ, thêm mình già đi hoặc là lớn lên. 3 phút có liền một tô mì. Không biết sao mà dưới quê lúc nào rau nó cũng có thể mọc theo kiểu tự phát. Ăn cái này không có khác gì mì tôm luôn, lẹ giả mềm. Mẹ mình bị hội chứng hiện cháu á, bữa nào mà anh hai và hai không có đón về là mẹ mình tự chạy xe qua đón nó luôn. Ở Sài Gòn không có đẻ là tại vì làm biếng giữ em, vậy mà mỗi lần về nhà mẹ mình cứ đón nó về bắt mình giữ cháu. Gì vậy trời, con ai đẻ ra tự coi đi trời, ai rảnh đâu mà coi. Sao cứ ăn xong là một miếng là để lại vậy ta. Nay mà nó lớn rồi, biết phụ mọi người nấu cơm rồi á. Đúng nghĩa là nấu cơm nghe, nấu đúng một nồi cơm, còn lại cá thịt chịu, nó không nấu. Thấy vậy chứ làm biếng dữ lắm. Nó kêu cái bếp này xây không có hợp phong thủy với nó, mỗi lần mà vô bếp là bị triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, mắt ói, đau đầu. Cái bếp nó bị nghịch phong thủy với cái giường nên là nó chỉ có hợp phong thủy với cái giường thôi. Nấu cơm xong tụi nó dẫn Nhi đi hái nhãn. Đây là cái con đường mà hồi nhỏ ngày nào Nhi cũng đi ăn trộm á, giờ lớn rồi Nhi cũng vẫn đi ăn trộm. Cái gì đây bà già, sao trưa nắng mà dạng hán bu hàng rào chi vậy? Thằng này nó có năng khiếu lắm, chưa biết nói mà trùm chọc chó chửi luôn. Mày ha, người ta mà thả chó ra một cái là xách cái quần chạy không kịp. Cái bộ thì đuổi đuổi mới biết đi mà gặp chó lại chọc. Đây là vườn nhãn của cô hàng xóm nhà mình, nhà cô ở sát nhà luôn. Hồi nhỏ ngày nào Nhi cũng trú ẩn bên này hết. Ở nhà hàng xóm như thế ăn cơm với lại nước mắm cũng ngon nữa. Bây giờ cái lứa của Nhi lớn lên, mọi người đi lấy chồng hoặc là làm việc xa hết rồi. Cô hàng xóm nói là tụi bay lớn lên rồi, cái xóm này nó cũng yên bình. Hồi nhỏ tụi bay ăn trộm không? Ý cô là tụi nhỏ thời nay nó không ăn trộm hay gì? Cái vườn này cô mà trồng sớm sớm cỡ 10-15 năm trước là tụi con hái không còn một cái lá luôn. Nhãn này chưa có chín đâu, còn 3 tuần nữa lận, nhưng mà 3 cái quả này nó đã vừa một lòng bàn tay rồi. Bự ha, mấy cái bự bự ăn nó đã cái miệng. Nhi nói rồi, thằng này nó có tương lai lắm, mới 20 tháng thôi á, chứ cỡ 3 tuổi là đi bắt trộm gà luôn. Bữa hôm không biết nó đi học mà cầm đâu ra bộ bài ở trong cặp á, lên trường còn bày bàn đấm bài nữa. Cô giáo chụp hình lại cái gửi cho gia đình, kêu đúng là cháu của Thu Nhi Ý Linh. Dạ thôi em từ chối nhận, mấy cái tốt đẹp thì kêu hưởng gen của ba của mẹ. Tệ nạn bài bạc xong cứ suốt ngày 1 2 3 vô thì kêu hưởng gen của ba gì. Ủa cái gì vậy? Đây chỉ mới là cháu ruột của Nhi thôi, mấy bạn hãy chờ xem con tinh trùng được thụ tinh từ trứng của Nhi. Hey. Cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy?